Tới qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm Bản diện Kim Cương 2 của họa sĩ Đinh Quang Tỉnh. Triển lãm độc đáo giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm chân dung về các văn nghệ sĩ danh tiếng của Việt Nam do họa sĩ sáng tác trong nhiều năm. Với nghệ danh là Ba Tỉnh, họa sĩ Đinh Quang Tỉnh vốn gắn bó với thành công ở thể loại biếm họa. Nhưng khi đã bước sang tuổi xế chiều, ông lại đau đáu đắm chìm trong nghệ thuật vẽ chân dung, để rồi hình thành một dòng tranh chân dung riêng, thể hiện nổi bật ở hai triển lãm cá nhân đều mang tên Bản diện Kim Cương. Như giới chuyên môn nhận định, thì họa sĩ Ba Tỉnh đã bắt được cái hồn, cái tôi, cá tính trong từng nhân vật, mà không ai khác chính là những văn nghệ sĩ tên tuổi của nước nhà, những người góp phần làm nên nền nghệ thuật Việt Nam đương đại. Họa sĩ Đinh Quang Tỉnh chia sẻ, vẽ tranh chân dung bằng màu cũng giống như nhà văn viết tiểu thuyết về thân phận con người. Nhưng người họa sĩ thì bằng sắc màu có thể miêu tả trạng thái nhân vật trực tiếp hoặc ẩn dụ, bay bổng, phóng khoáng hay trầm lắng suy tư, thậm chí có thể vẽ từ trong khóe mắt đến sâu thẳm tâm hồn nhân vật mình yêu thích. Tại lễ khai mạc triển lãm, công chúng có dịp giao lưu cùng tác giả và đông đảo người mẫu của ông là các văn nghệ sĩ tên tuổi. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 6 tháng 10.